Cái tên Hiền Hồ đang khiến cư dân mạng đặt chế độ hóng ở mức cao nhất vì tin đồn có quan hệ tình cảm với đại gia hơn nhiều tuổi và đã có vợ. Tuy nhân vật chính đã ẩn mình, khóa tất cả các trang mạng xã hội, nhưng dân mạng lại nhanh chóng tìm ra được mối liên quan giữa cô cùng với hai người đẹp chính thị phi tương tự ở showbiz là Quỳnh Thư và Hải Tú, đó là cùng mê một màu áo. Cư dân mạng đã lục tìm ra hình ảnh Hiền Hồ mặc áo đen cổ xoắn siêu hot hit, từng là mưa làm gió một thời của một thương hiệu thời trang. Điều kỳ lạ là những mỹ nhân từng mặc chiếc áo này đều vướng tin đồn là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Nổi tiếng nhất phải kể tới là Hải Tú, nàng thơ của Sơn Tùng MTP, khi cùng kiểu tóc ngắn, mix áo với chân váy đen xếp ly y hệt. Chiếc áo này cũng được cả Quỳnh Thư lựa chọn phiên bản màu hồng, phối với quần ống loe màu trắng. Cô cũng là cái tên đã gây lùm xùm, bị gắn nhãn người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh.